Em đồng mới về thêm con Isuzu TA 410, con này tua 30-30 nhé. Mà mở cái áo không, áo nắp bên này ra để quay cái máy. À, lốp trước lốp sau cao, có lốp gần như mới luôn. Mà che mới đổ đầy đủ. Lốp dép hai bên đẹp này. Con này thì cơ toàn bộ. Gầm bệ sáng sạch sẽ nhé, dọn sạch sẽ hết. Lúc trước đây còn được 60. Bật cái đèn đi. Bật chìa khóa chưa? Bật led. Lúc trước còn được 60, 60 chắc. Máy số zin nhá. Kẹp chì thì còn đủ hết. Máy sáng lắm. Cái đề máy. Thừa không khói luôn. Ga luôn. Chân với chân. Nó bắt cháu không rồi chạy xuống bãi. Đã 123 triệu nha. Bao ship bán kính 100 km. Số là bao êm bao hũ luôn. Kiếm rồi tăng đơ rồi đúng hết. Kệ đi, chạy anh kia lát nữa gài cho. Con này cứ 30-30 thì nó nhanh lắm. Dưới kia còn một con 370 nữa nhé. Đấy,